13 dấu hiệu kiếp trước bạn đã là người con của Đức Phật, đời này lương thiện, có hậu phúc. 1. Tâm thái mềm mỏng, từ bi không nỡ sát sinh, không tham tiền tài, không hẹp hòi, bùn xỉn, không thích tiền. 2. Tai nạn đến trùng trùng điệp điệp, nhưng tinh thần và thân thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh, một đời đều là gặp đại nạn mà không chết. 3. Thông minh, trí tuệ, ngộ tính cao, bình sinh hay có hứng thú với những điều huyền bí trong tôn giáo, Phật giáo, thường hay học theo những điều bí truyền. Trong mộng thường thấy bản thân bay tới một số nơi có núi rừng, miếu cổ, thánh địa nào đó. 4. Thường hay mơ thấy Phật đạo thần hay bị bóng đè, thấy bản thân xuất khỏi thân thể đi đâu đó. 5. Đột nhiên chẳng hiểu sao thấy mệt mỏi nhưng kiểm tra thì không tìm ra bệnh tật. 6. Cảm ứng được những thứ liên quan đến thần, Phật, siêu nhiên, cảm nhận được khi tiếp xúc với các tu sĩ, tăng tu đạo Phật. 7. Có dấu hiệu đặc thù mang điềm báo, phúc lành trong bát tự và tướng số. 8. Có vết đốm, vết bớt, nốt ruồi tạo thành thất tinh hoặc các chòm sao. 9. Các bộ phận trên thân thể đều phân chia, âm dương tách biệt. Rõ ràng nhất là xét bàn tay, khi nắm vào và đưa tay lên đầu, giữa lòng bàn tay và mu bàn tay, được biết đến như hai mặt âm dương của bàn tay, ngay lập tức hiện lên ranh giới rõ ràng giữa trắng và hồng. 10. Trong khoảnh khắc nguy hiểm hoặc trong một khoảnh khắc huyền bí nhất thời, nhìn thấy được cảnh tượng qua con mắt thứ ba. 11. Nguyên thần xuất khỏi thân thể trong lúc ngủ, thấy bản thân đi luyện một môn pháp nào đó, hoặc lên trên thiên quốc, hoặc vô thức mà đọc được một cuốn sách trời. 12. Bản thân cảm thấy mình đang tự dưng biết được nhiều việc, cảm thấy rất quen thuộc các sự việc xảy ra trên thế gian. 13. Nằm mộng thấy ai đó hoặc sự việc nào đó tiếp nhận một loại nhiệm vụ hay sứ mệnh nào đó. 10 tội ác sẽ phải nhận quả báo ghê rợn nhất. Đừng bao giờ phạm phải dù chỉ một tội. Những tội ác sẽ nhận phải quả báo ghê rợn nhất mà con người sẽ phải gánh chịu sau khi chết đi. Khi chết sẽ bị đày đọa xuống địa ngục hoặc chịu những hình phạt ghê gớm khác tương xứng với tội ác mà họ gây ra khi còn sống ở kiếp khác, khi luân hồi chuyển kiếp. 1. Trộm cắp. Trộm cắp là hành vi chiếm đoạt hoặc tự tiện lấy đồ của người khác dùng. Người trộm cắp sẽ chịu quả báo nặng nề, đó là nghèo khổ cả đời, bị người khác cướp đoạt tài sản. 2. Sát sinh. Người chuyên sát sinh sẽ chịu quả báo như bệnh tật, chết yểu, tàn tật hoặc chia lìa cốt nhục. Kể cả người đó có trực tiếp sát hại hoặc chỉ đánh đập người, động vật thì đều phạm phải tội sát sinh, đều phải gánh chịu một trong những quả báo trên. 3. Nói dối. Nếu nói không đúng sự thật, không giữ chữ tín hoặc làm chứng bậy bạ thì sẽ phạm phải tội nói dối và nhận quả báo khi người đời khinh thường phỉ báng. 4. Tà dâm. Tà dâm chỉ việc làm bậy, quấy rối tình dục. Nếu người nào tà dâm thì một là sẽ gặp bạn đời hung dữ hoặc không trung thủy, sống trong làng xóm không được mọi người quý mến, vợ con bị kẻ khác cưỡng hiếp. 5. Nói lời khiếm nhã. Người nào mở miệng là nói những lời khiếm nhã liên quan đến sắc dục hoặc bậy bạ, người này sẽ chịu hậu quả là lời nói không rõ ràng, diễn đạt không mạch lạc. 6. Nói lời ác độc. Những người hay nói lời ác độc gay gắt, mắng chửi người thì quả báo gánh chịu là thường xuyên bị người đời mắng chửi, cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều chuyện tranh chấp kiện tụng. 7. Nói lời hai chiều, tức là nói lời chia rẽ, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Người gió chiều nào xoay chiều ấy, hai mang thì bị nhận quả báo gia đình chia lìa, gia đình xấu xa. 8. Tham sắc dục, là người tham lam say mê những nhu cầu như danh lợi, dục vọng, tiền tài sắc đẹp thì bị quả báo tham dục không chán, tâm không an. 9. Sân nhuế. Những ai thường sinh oán hận, tức giận thì sau này sẽ bị quả báo là người đời nhiễu loạn, bị hãm hại, phiền não hoặc bị dị nghị nhiều điều. 10. Nghi. Nếu ai đó có cái nhìn tà dâm, chuyện nghi ngờ và không tin vào luật nhân quả thì hứng chịu quả báo đó là sinh vào gia đình tà kiến hoặc nơi xa xôi, trở thành người quỷ kế không ngay thẳng, ưa nịnh nót, điều hòa. 5. Câu nói tưởng đơn giản nhưng lại hủy hoại cuộc đời của trẻ. Bố mẹ thông thái đừng bao giờ nói ra. Đã khi nào bạn vô tình nói ra những câu này với con cái? Nếu có, hãy rút kinh nghiệm và đừng nói thêm lần nào nữa, vì những câu nói này sẽ hủy hoại cuộc đời con của bạn. Sao con không được như? So sánh con mình với đứa trẻ khác là một xu hướng tự nhiên ở nhiều bậc phụ huynh. Nhiều cha mẹ không biết rằng con dễ bị tổn thương khi nghe cha mẹ so sánh mình với bạn bè khác, dù biết rằng
cha mẹ cũng chỉ muốn con có thể giỏi hơn. Nhưng với cách này, cha mẹ chỉ gây áp lực cho con, nhiều khi sẽ khiến cho con trở nên tiêu cực với bạn bè. Đừng gieo vào lòng trẻ sự so sánh, ghen ghét, hơn thua khi còn quá nhỏ. Hãy để trẻ hiểu con phải cố gắng hết sức mình chính là cách tốt nhất. Cũng hãy để con tự tin với những ưu điểm của mình. 2. Con tệ lắm, xấu lắm, hư lắm. Trong những thời khắc đen tối nhất, cha mẹ có thể cảm thấy con mình đúng là một đứa trẻ không ra gì, là kẻ thù đáng ghét. Và khi trải nghiệm cơn giận dữ bùng nổ vào thời khắc đen tối ấy, họ bỗng không thể kiềm chế nổi khi nói ra con tệ lắm, xấu lắm, hư lắm. Trẻ hành xử không đúng vì vô số lý do, và chẳng có lý do nào trong số liên quan tới việc trẻ là người xấu cả. Nhưng nếu cha mẹ nói như vậy với con, đứa trẻ sẽ tự cho mình là kẻ không ra gì. Trẻ sẽ bị tiếp tục hành vi, thậm chí còn tệ hơn, nảy sinh các vấn đề tâm lý phức tạp và nguy hiểm như trầm cảm, lo lắng. Lựa chọn tốt hơn cho cha mẹ là chỉ rõ hành vi của con không đẹp chút nào, rồi tiếp tục củng cố cảm nhận cho trẻ về việc mình là một người tốt, có khả năng làm việc tốt, đúng đắn. Gọi tên hành vi xấu chứ không phải đứa trẻ xấu, cũng không cho phép cha mẹ chỉ ra sự kết nối nó với hậu quả tự nhiên như con ném đồ chơi đi và giờ thì đồ chơi không còn ở bên con nữa rồi. 3. Mày không phải con tao không có đứa nào ngu dốt như mày. Đã có rất nhiều bố mẹ chỉ vì con đứng nhì lớp, chỉ sau một bạn mà tất cả những câu chửi cay độc có thể tuôn ra, đòn roi bầm dập trên người, cơm không lành, canh không ngọt tận mấy tuần lễ. Người lớn có vẻ càng ngày càng yêu cầu quá cao ở trẻ con. Có những câu nói sẽ làm tổn thương tâm hồn con cả đời, có trôi qua cả đời cũng không bao giờ quên được. Ám ảnh và sợ hãi, đó là những gì lời nói gây ra. Vết thương đòn roi rồi cũng mau chóng hết, nhưng vết thương tâm hồn thì cứ âm ỉ chẳng bao giờ lành. 4. Nếu không thì đừng trách, biết nay hiểu hồn. Cụm từ này thốt ra khi cha mẹ tức giận và muốn đe dọa con, nhưng đe dọa không phải cách hiệu quả để dạy con, mà người đe dọa hiếm khi hành động một cách lý trí, tỉnh táo. Lựa chọn tốt hơn cho cha mẹ, bạn có thể nhấn mạnh đến hậu quả tất yếu đi kèm với hành vi xấu của trẻ, nhưng có một số nguyên tắc, hậu quả phải có liên quan tới hành vi một cách hợp lý và lập tức, đồng thời phải nói đến bằng giọng điệu bình tĩnh để có thể thay đổi suy nghĩ của trẻ. Điều quan trọng cần ghi nhớ là khi đề cập tới hậu quả, cha mẹ không quên trấn an con rằng trẻ vẫn sẽ được yêu thương rất nhiều. 5. Loại như mày thì làm nên trò trống gì? Bất kể con cái làm việc gì hỏng, bố mẹ cũng không nên tuôn ra những câu như thế. Người lớn có biết câu nói như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự tự tin của trẻ không? Có biết sau này mỗi lần làm việc gì, trẻ cũng không còn tự tin, thoải mái làm như trước không? 8 câu nói kinh điển của Khổng Tử, từng chữ châu ngọc, kinh điển truyền đời. Khổng Tử sinh 551 trước công nguyên, mất 479 trước công nguyên, tên Khâu, tự Trọng Ni, người Ấp Tưu, nước Lỗ cuối thời Xuân Thu. Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà chính trị vĩ đại cổ đại, là người sáng lập học phái Nho gia, là một trong 10 đại danh nhân trong lịch sử thế giới. Dưới đây là 8 câu nói đại kinh điển của Khổng Tử, từng chữ đều kết tinh trí tuệ siêu phàm của bậc thánh nhân. 1. Có đức thì không cô độc, ắt sẽ có người gần gũi. Câu này tuyển từ Luận Ngữ. Đức ở đây có nghĩa là người có đạo đức. Bất cố chính là không cảm thấy cô đơn, có nghĩa là người có đạo đức sẽ không cảm thấy cô đơn. 2. Người không lo xa, ắt có buồn gần. Câu này trích từ Luận Ngữ, Vệ Linh Công. Chỉ có con người nếu không có mưu kế hoạch định lâu dài thì sẽ có ưu sầu họa hoạn sắp đến. Câu nói này chứa đầy trí tuệ của tiền nhân, khuyên dân chúng ta cần phải thu lúa trước khi trời mưa, không nên luôn chúi mắt vào sự việc hiện tượng trước mắt mà quên mất những kỳ vọng xa xôi mà con người tích cực phấn đấu. 3. Cái mình không muốn chớ làm cho người. Câu này xuất từ Luận Ngữ, Nhàn Uyển. Nếu bản thân mình không muốn người khác đối đãi với mình như thế này, cứ suy nghĩ mình ra người, bản thân mình cũng không nên đối đãi với người khác như thế. Quan hệ qua lại giữa người với người thực sự cần phải kiên trì nguyên tắc này. Đó là thể hiện tôn trọng người khác, bình đẳng đối xử. 4. Người trong bốn biển đều là anh em. Câu này có nguồn gốc từ Luận Ngữ, Nhàn Uyển, nghĩa là khắp thiên hạ đều là anh em thân thích, biểu thị người trong thiên hạ đều tương thân tương ái, chung sống hòa thuận như anh em ruột thịt. 5. Có bằng hữu từ xa tới chẳng phải vui lắm thầy.
Câu này xuất xứ từ Luận Ngữ Học Nhi, ý nghĩa là có bằng hữu trí đồng đạo hợp từ phương xa đến, đó chẳng phải là việc đáng vui mừng sao? 6. Với ba quân có thể đoạt thủ soái chủ của họ, với trai nam nhi không thể đoạt trí của anh ta được. Quân đội của một quốc gia hay còn gọi là ba quân có thể lấy đi chủ soái của họ, nhưng với trai nam nhi thì không thể cưỡng ép anh ta thay đổi chí hướng được. Câu nói này nói lên tầm quan trọng của lập chí. Người không có chí hướng mãi mãi vẫn chỉ là kẻ tầm thường bất tài, sẽ không làm nên bất cứ trò trống gì. 7. Kẻ chí không mê hoặc, kẻ nhân không ưu sầu, kẻ dũng không sợ hãi. Câu này trong Luận Ngữ Từ Hãn: người nhân đức thì không ưu sầu, người trí tuệ thì không mê hoặc, người dũng cảm thì không sợ hãi. 8. Ba người cùng đi, ắt có người là thầy mình, chọn cái tốt của họ mà học theo, cái tốt của họ để sửa bản thân. Câu nói này dường như người người đều biết, nhà nhà đều hay, có nguồn gốc từ Luận Ngữ Thuật Nhì. Ý nghĩa, ba người cùng đi với nhau, trong đó nhất định có thầy của mình. Mình chọn mặt tốt của người ấy để học tập theo, thấy mặt chưa tốt của người ấy thì đối chiếu lại bản thân mình, sửa chữa khuyết điểm của bản thân mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.